Nghe lời, Trương Sở ra nhẹ nhàng vùng tay lên trên, màu đỏ nhặt vòng sáng hời hợt tèm làm hiền vũ nâng lên, mạnh mẽ vô cùng lòng lực gợn sóng lấy lên trên một cái rồi biến mất. Người an vị đang cảm mụ ở bên người, vĩ cướng hướng về bên cạnh nhường một chút. Vâng, Giang Vĩ Cường ngay lập tức là đứng người lên trên Mặt khác lòng kỹ sĩ nhóm tự nhiên cũng không dám nghịch lại Tự động hướng về mặt biển tránh ra một vị trí Trương sở dài lôi kéo Lam miền vũ tay nhường nàng tại bên cạnh của mình ngồi xuống Mìm cười vỗ vỗ mu bàn tay của hắn Trương sở dài đã khôi phục lại thành xuân bộ dáng Tay cầm thon dài mềm mại Mà lại nàng và làm miền vũ có thể nói đều là lòng tộc một đời mỹ nữ Ngồi ở cùng một chỗ cái kia quả thực là xuân làn thủ cúc mỗi người một vẻ Thiên Long thủ tọa lúc này trong lòng cũng hơi có cảm giác kỳ dị xuất hiện. Trước kia hắn chưa bao giờ đối với Lam từng có ý khác. Dù sao mình là cào cao tại thượng Thiên Long thủ tọa Lam chẳng qua là một cái vừa mới gia nhập lòng tộc hoàng dại lòng tộc cô nương. Lại thế nào đẹp thân phận địa vị cũng không phối hợp. Nhưng trở qua mẫu thân đề điểm về sau, tâm tính không đồng dạng. Xem Lam Hiền Vũ cảm giác lúc này cũng không đồng dạng. Lam Hiền Vũ hiện tại đó mới thật sự là như ngồi bàn chung đây. Không nói những cái khác, hắn hiện tại đang ngồi vị trí có có thể là trước đó thiên lòng vị trí thủ tọa cái này bao sướng là lòng mã sâu đồ xá hơn lớn hạch tâm mà ngồi hắn ở lại là càng cái này bao xương hạch tâm giờ này khắc này hắn thậm chí có thể cảm nhận được một bên khang trùng trí xương tinh thần ý chí có một chút tối tăm cảm giác vị này cũng khẳng định bị kinh ngạc trước đó một mực đều là trùng trí xương nhất hè tối vì duy trì làm miền vũ hắn cũng đồng sản không nghĩ tới sẽ xuất hiện ra tình huống trước mắt Trương Sở Sai một nhận ra hạ là miền vũ làm con gái nuôi, giống như đẹp lúc trước hắn kiến tạo ra tình thế liền tất cả đều phá hủy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung Chí Sương không khỏi hướng về lão sư của mình nhìn lại Hậu Đình Trung mặt ngoái mặt không biểu tình Nhưng trong ánh mắt lại hướng về hắn nhẹ nhàng ra hiệu một thoáng Khiến cho hắn giữ vững tỉnh táo Vị này lão lòng trong lòng cũng không khỏi thở dài trong lòng Cùng vị này thần hòa lòng kỹ sĩ so sánh Ở đây tất cả lòng kỹ sĩ cũng còn là quá non Người ta chẳng qua là một cá nhìn như bình thường hành động Liền một lần nữa nắm hết thảy lùi trở lại quỹ đạo nhưng sang vĩ cường nguyên bản có chứ không ổn định tình huống một lần nữa ổn định phải biết hơn 10 ngày trước vị này vẫn là hấp hối lúc nào cũng có thể ngã xuống tồn tại đã từng long tổng chân chính kẻ thống trị đó cũng không phải nói một chút cùng nàng so giá nàng đứa con kia vẫn là kém nhiều hơn Thiên Long thủ tọa nói, đâu ra bắt đầu đi. Vâng, nhân viên công tác đáp ứng một tiếng lập tức đi thông chi. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, trương sở dài hướng bên người của làm hiền vũ nói. Nữ nhi, chờ một lúc nữa có gì thích đồ vần cứ việc xa tay. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi người khác. Hôm nay người hết thể đập tớ đồ vật, đều xem như ta cái này làm mẹ cho người lễ gặp mặt. Ta nhưng cái kia của cái sống không mang đến chết không mang theo. Vĩ cường lại không quá cần, giúp ta đi. Làm Minh Vũ ngẩn ngơ trong lòng cảm giác nguy hiểm giảm xuống mấy phần, nhưng theo bản năng liền suy nghĩ, đây có phải hay không là tê liệt ta. Lúc này tinh thần của hắn ổn định một chút về sau, đã có dự định, đồng thời thì hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch, dùng chương sở dài trí tuệ nhất định sẽ hiểu rõ, chính mình huyết mạch sẽ đường tự theo lấy tù luyện mà không ngừng tiến bộ, coi như thiên long thủ tọa muốn xa tay với mình, hẳn là cũng sẽ chờ đến chính mình siêu thần cấp về sau mới có thể, cho nên tạm thời chính mình vẫn là không có nguy hiểm, mà giờ Minh đột phá siêu thần cấp về sau, thật sự đúng là liền chưa hẳn sợ cái kia sang vĩ cường. Nghĩ tới đây, hắn lấy lại bình tĩnh có điều có một số việc vẫn là cần cho mình làm tuân chăn đệm mới được. Có trường sở dài tại đây rất rõ ràng Trung Trí xương được không ngánh nổi chính mình. Hắn hiện tại cũng có một chút hoài nghi mình bằng trường sở dài khôi phục lại thành xuân có phải hay không chính xác. Nếu như không có khôi phục, nàng đều chưa hẳn sẽ sở đi bế quan một lần nữa rời núi. Ta ơn mẹ nuôi, nhưng ta cũng không thể lấy không ngài đồ vật, ta muốn mua thật nhiều. Lam Miên vũ có chút ngượng ngùng cúi đầu, trương sở sai giống như cười mà không phải cười mà nói. Không có việc gì, người cứ việc mua đi, chẳng lẽ ta còn có thể trả không nổi hay sao? Lam Miên vũ thần thức khẽ đông, dùng thần thức thủ hội truyền âm nói. Mẹ nuôi, ta có lời đối với một mình ngài nói, được rồi, người nói. Vừa nói thì Trương Sở Dài thần tượng phun trào, trong nháy mắt đưa nàng của mới làm Hiền Vũ ba phủ ở bên trong. Dùng thân chí của nàng cường độ, quyết không có bất kỳ người nào có thể thành thính xa đến, coi như là thiên long thủ tạ được không được. Làm Hiền Vũ nói, mẹ nuôi vô cùng bất thụ lộc, ta không thể nào lấy không ngày bảo vật. Ta thổ nhỏ là cô Nhi, vừa mới ngày chịu nhận ta làm nữ nhí, thật sự chính là ta trước này chưa có cảm giác. Ta không biết lên nói thế nào, nhưng ta cảm thấy ta cũng phải là vì ngay làm điểm công hiến mới được. Trước đó, không biết thủ tọa là con của ngài ta biết thủ tọa kỳ thật vẫn luôn luôn hy vọng có thể huyết mạch tiến hóa tăng lên tới tầng thứ cao hơn trước đó cũng từng ở thăng long đài bên trên thử qua nhưng hiệu quả không tốt cho lắm ta mặc dù không biết mình huyết mạch là như thế nào tiến hóa mà đến nhé nhưng ta nguyện ý đưa tặng cho thủ tọa một giọt ta bản nguyên tinh huyết Cùng cấp thủ tọa nghiên cứu xem có hay không có thể giúp hắn huyết mạch tiến hóa nếu như thủ tọa thành công dùng thủ tọa tù vi thiên phú nhất định là có thể tốt hơn giúp ngài kéo dài tuổi thọ La Men Vũ lúc này là vừa nói ra, Trương Nhỏ Sở ra nhìn xem nàng, ánh mắt lập tức xuất hiện ra biến hóa, nguyên bản nụ cười thủ liễm ra mấy phần, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần kinh ngạc, nha đầu này hết sức thông minh. La Men Vũ ý tứ nàng sao có thể xem không rõ, đây là giao đầu danh trạng, huyết mạch của nàng hiện tại là hoàn toàn xứng đáng long tộc thứ nhất, cơ hồ hết thảy lòng kỳ sĩ đều đối với huyết mạch của nàng nhất định sẽ cảm hứng hứng thú. Thiên Long thủ tọa thậm chí đều bởi vì huyết mạch của mình nhìn cao hơn mà cảm nhận được uy hiếp, cung cấp ra một giọt bản nguyên tinh huyết cho Thiên Long thủ tọa nghiên cứu. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nàng đây là tại cho thấy chính mình không còn cùng với Thiên Long thủ tọa tranh quyền đoạt lợi ở tâm tư, đồng thời cũng là nhường Thiên Long thủ tọa đi nghiệm chứng huyết mạch của nàng có hữu dụng hay không, hữu dụng là có thể giúp Thiên Long thủ tọa tiến hóa. Cứ như vậy, thiên long thủ tọa liền không có bất kỳ cái gì hướng về nàng xa tay đạo lý. Mười năm ước khen coi như nàng không có thể nào đột phá đến siêu thần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân phận địa vị của nàng. Thật là một cái thông minh cô nương, có chính mình lúc tuổi còn trẻ mấy phần phòng phạm, không tệ không tệ. Trương Sở Dài ban đầu liền là hết sức ưa thích làm miền vũ, bằng không cũng sẽ không nói với Giang Vĩ Cường những lời kia. Nghe nàng cái này biểu thị tất cả là hài lòng đồng thời, cũng trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Coi như tương lai không thể nào thành tiệu thần vương cấp độ, có nàng tới kế thừa chính mình cái này nhất mạch, trường khống long tộc, đó cũng là không vấn đề chút nào, thậm chí lại so với Giang Vĩ Cường làm càng tốt hơn. Dựa theo long tộc như thường tuổi thọ tình huống, Giang Vĩ Cường nhiều nhất có một loại ngàn năm tả hiếu tuổi thọ, tại là Mên vũ huyết mạch lĩnh vực chợ giúp phía dưới có lẽ còn có thể lâu hơn một chút nhưng lam mới bao nhiêu lớn nàng mới chỉ là tân sinh chi Long nó một cách khác Giang Mỹ cường nếu nhiều thọ hết chết già tương lai thì nàng ít nhất còn có ngoài 3.000 năm tuổi thọ có thể đại biểu cho chính mình cái này nhất mạch thống trị lòng tộc ngoài 3.000 năm nghĩ tới đây Trương sở dài đập vỗ tay của nàng nói Tâm ý của người mẹ nuôi hiểu rõ, cái này về sau lại nói, người cứ việc yên tâm đi cạnh tranh, mẹ nuôi tích xúc tương lai đều là người, không cho vĩ cường tiểu tử kia. Lam Yên vô cùng kính nói, cái kia làm liền cùng kính không bằng tuần mãnh, ta ơn mẹ nuôi. Hảo hài tử, trương sở dài liếc quả Lam Yên vũ một bên khác sang vĩ cường. Giang vĩ cường tự nhiên biết bọn hắn tại truyền âm, nhưng nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, trong lòng cũng có một chút hiếu kỳ. Theo mẫu thân trên nét mặt đến xem xấu như đối với Lam càng thêm hài lòng, vì cái gì thì mẫu thân nhìn mình ánh mắt có loại chính mình không quá không chịu thua kẻ mấy tứ Chẳng qua là để cho mình bỏ vợ Chỉ sợ vẫn là không được Còn muốn không nhiều cưới nhiều ra một cái Lưu tạng thiên lòng tình lên Ngược lại chính mình kia vợ cả Cũng sẽ không dễ dàng giờ đi lòng giới chi phải là khiêm tốn làm việc Hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ Lúc này ở trên đài đấu giá Đã đi tới một vị đấu giá xưa Đây là một tên phong thái yểu điệu nữ tính Một đầu là tóc xài màu lục Sối tung ở sau ót Nhìn qua trường 30 tuổi tuổi tác Tập hầm ra cao quý chẳng ngã vào một thân Chỗ mi tâm có một khỏa hình thoại bích vẩy màu xanh lục, rõ ràng là một vị thượng vị long tộc. Phải biết thì trong long tộc nữ tính số lương ít, mỹ nữ thì càng ít, vị này làm miền vũ đều có là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người khỏe chứ, ta là Thiên Long tộc trưởng Mẫn Tuyền, hôm nay đấu giá để tà tớ chủ trì, bởi vì làm lần này bản đấu giá vật đấu giá rất nhiều, cho nên chúng ta sẽ chia làm 3 ngày tiến hành, mỗi ngày đấu giá hội bắt đầu về sau chỉ cho phép ra, không cho phép vào, một khi sở đi phòng đấu giá tự động mất đi bản ngày đấu giá tư cách, thỉnh các vị cường đấu giá cường giả chú ý, tiếp đó thì chúng ta bắt đầu hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá không có quá nhiều phủ lên cạnh tranh trực tiếp bắt đầu mấy tên lam hải tộc nhân đẩy lên trên tới một cái xe đẩy xe đẩy bên trên có đồ vật bị vải đỏ che kín làm ngày hôm nay cái thứ nhất vật đấu giá tự nhiên là vô cùng trọng yếu thường xuyên là kiệt thứ nhất giá tiền của món đồ đấu giá sẽ quyết định giả tiếp xuống giá cả xu hướng trong sạp trương sở dài hướng về bên người của làm miền vũ nói nhà đầu nghe cảm thấy hôm nay đấu giá sẽ là giá cả như gì làm miền vũ nói giá sau cùng hẳn là sẽ so với thường ngày cao hơn hẳn là sẽ cao hơn không ít ô vì cái gì đây trương sở dài mỉm cười hỏi làm miền vũ nói chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân đấu xã hội hiệu quả là không tốt một cái xem vật đấu giá một cái nữa là xem người đấu giá sức mua chúng ta lòng má buổi đấu giá lớn không thể nghi ngờ đều là chỉnh cá thịnh hè cấp cao nhất vật đấu giá chắc chắn sẽ không kém hôm nay tụ tập lại là các tộc lãnh tụ các nguyên nhân thứ hai chính là bởi vì thâm hồng chi vực ủy hiếm lúc nào cũng có thể xuất hiện một khi tiến vào trạng thái chiến tranh tài nguyên tất cả mọi người cần thờ xem lần này buổi đấu giá lớn chữ hàng ra một chút cần thiết tài nguyên đối với các tộc tới nó đều có chỗ tốt ngay tại lúc này bọn hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt Trương sở dài gật đầu nói, không sai hẳn là như vậy, vừa nói thì nàng đem bên người một số thẻ số cầm lên, đưa cho làm hiền vũ,